đổ mất dây. Đổ mất dây. Thằng du côn, mày mày làm cho bố tao cáo ha. Đổ mất dây. Mày, đổ mày, mày, mày con mày chơi chen cái đổ đổ mất dây. Con mất dây gì đâu bố? Đổ mất dây. Mẹ mẹ ông ơi, mẹ cứu con ơi. Mẹ ơi. Con làm gì sai đâu? Bố con ông làm sao? Hả? Đổ mất dây. Mất sao mất dây? Mất dây, mất dây. Dạy người nào được mà mất. Con có làm gì sai đâu. Mẹ nói với tao như vậy đấy phải không? Còn bà ấy, bà hỏi con bà đi. Rồi bà ra ngoài kia hỏi con mẹ Dung. Con bà chơi lô đề thua tiền. Người ta chặn tôi đòi tiền ở giữa đường kia kìa. Ôi giời ơi, không biết chúi mặt đi đâu nữa. Nhục ơi là nhục. Ôi giời ơi. Thôi, có đúng thế không hả con? Những lời bố mày vừa nói này có thật không? Hả? Thì đúng như thế, nhưng mà con nào có hơn chục triệu làm gì bố phải âm ý hết cả lên. Ôi giời ơi, ôi, bà thấy ơi. Chưa? Con nợ chỉ có hơn chục triệu. 30 tuổi đầu rồi. Mà mày đã bao giờ làm được cái số tiền lớn như vậy đâu? Hay là mày chỉ biết bám vây mẹ mày, bám tao để mà sống à? Thôi thôi, hôm nay ấy, tao không đập mày thì rồi người khác cũng sẽ đập mày, cho nên là tao phải. Tôi xin ông. Bà cứ để tôi, hôm nay tôi sẽ phải cho nó một trận để nó biết thế nào đấy đâu. Bà cứ để tôi. Rồi chạy đi. Bà bỏ ra. Chạy đi. Bà không phải bên đâu. Rồi chạy đi đâu đấy để không lo. Trời ơi, chạy đằng này cơ mà. Chửi tôi là thằng ăn hại, trong khi tôi ăn cực kỳ tốt mà ông ấy bảo tôi là thằng ăn hại. Chả hại thì sao? Tất cả anh cho lỗi tại anh cơ. Sao tại tôi? Nhưng mà thôi anh đừng có mà buồn. Bố mẹ chả ai bảo đuổi con cái đi đâu mà chả ai bỏ được con cái đâu mà sợ. Ôi dồi ôi, Sòn ơi, tự nhiên anh thấy tủi thân quá em ạ. Có hơn 10 triệu mà anh không tự trả nợ được, huống hồ là bây giờ còn đòi lấy em làm vợ. Anh thấy nhục và xấu hổ quá em ơi. Thôi, em xin rồi. Thôi từ nay giờ đi anh bỏ nô đề cờ bạc, tự mọi chuyện nó sẽ bình yên thôi, có gì đâu. Sau cơn mưa trời lại sáng mà anh. Sáng thế nào khi mà nhà anh chung em vách gỗ, nhà anh chung em xóm nhỏ, thầy mẹ có vẻ ưng lòng. Thôi, anh nín đi. Người ta nhìn người ta cười cho thối mũi bây giờ. Ai cười mà kẻ cười. Đằng nào tôi đã bị cười rồi. Đấy, đã thế nhá, tôi có khóc to lên. Thôi tôi cũng khóc nữa. Mặt tôi nói cho cô biết nhá. Bố mẹ tôi mà mọi người từ trước đến giờ nghĩ tôi là đồ ăn hại. Thế thì bây giờ tôi chứng tỏ cho mọi người là tôi có phải là thằng ăn hại không nhá. Thế thì anh định làm gì? Tôi nói cho cô biết. Ở đâu có bóc lột, ở đó có đấu tranh nhá. Anh định làm cái gì? Anh nói rõ em nghe xem nào. Từ ngày mai tôi sẽ kiếm việc làm cho tôi. Tôi sẽ không đi chăn ngựa nữa. Không đời nào tôi là thằng bật mã ôn. Cô nghe chưa? Hay quá. Thế anh định làm gì? Anh không biết nữa. Trời nói như hoành tráng lắm đi. Trời ơi. Trời sinh ra thằng đô này mà không nghĩ ra việc làm cho nó. Tôi vốn mang thân con trai nhà nghèo. Thôi đi, nghèo gì hèn gì. Nghèo thì phải làm chứ, còn nghèo mới hèn cái gì nữa. Bây giờ làm cái gì? Bây giờ em nghĩ ra một việc cho anh rồi đây này. Em nghĩ ra việc gì? Bây giờ về nhá, về nhà em. Lấy tạm xe máy của bố em. Chiều mai anh lên phố huyện lái xe ôm. Nhưng mà bố em còn đi. Bố em bị ngã xe chắc phải 2 tuần nữa mới khỏi cơ. Nhưng mà thôi anh ngại lắm. Với lại sợ bố em không cho mượn. Cứ về nhà em rồi tính. Tính em? Không, để từ từ. Rồi từ từ chứ, đi luôn đi, không phải từ từ. Thế đi luôn gì? Đi luôn. Ôi trời ơi, thế có việc làm rồi.
trộm thì có việc của anh ấy. Rồi ôi, mà anh biếu bố em đâu. Mang cái đồ ăn trộm về biếu bố bây giờ không? À em bảo này, này. Hả? Nhớ là phải làm theo những điều em nói đấy nhá. Ừ, nhớ, nhớ như in ở trong đầu luôn, yên tâm luôn. À mà, từ đầu nào nhỉ? Trời ơi, nói trước bên trong, nói trước bên trong. Ai ở ngoài thế? Bố ơi, con Tròn đi bố. Bố à, ba. Ờ, mày đó. Chào bác ạ. Thằng nào đấy? Bạn con đi, bạn con. Bạn Tròn ạ. Ngồi xuống. Bố khỏe chưa? Khỏe chưa? Ốm lắm. Ốm à, vẫn ốm à? Ốm. Ngã xe máy tỉnh sáo nhỉ? Ờ, bâng bâng. Cho tôi xin bát cháo, gươm đang đói đi. À thế chắc là ba vẫn mệt đấy. Không ăn cháo sệt đâu. Tôi ăn cháo loãng thôi, ốm mà. Này này, hình như bố em bị điếc à? Vớ vẩn. Cháo mà cho cá giết vào tanh lắm, ăn thế nào được? Tanh lắm không ăn được. Này thằng ấy định chơi bố đấy. Không ạ, à. Thế thì bác cũng vẫn mệt. Cái gì? Tôi bảo không ăn cháo sệt, các anh cứ nhắc đi nhắc lại, mệt quá. Không ăn sệt, ăn loãng. Thôi thế này bác ạ, chẳng là nghe tin bác bị ngã xe máy. Chết, cháy ở đâu? Không, bác ngã xe máy. Ngã. Bác ngã xe máy. À, rồi. Vâng. Thế thì cháu sang đây thăm bác, gọi là có cái chút quà vừa ăn trộm. Có chút quà. Hàng xóm vừa bẻ. Vừa bẻ mùi. À, có chó thằng nên nó đẻ gì? Đúng rồi. Vâng, thì chó đẻ. Vâng ạ. Thế thì anh ơi, anh ở đây nhé, em ra đây tí nhá. Vâng. Có thì mời bác ăn vải. Gọi hàng cái chút quà tấm lòng của cháu. Ui, ngải đắng bỏ xử ai ăn được ngải. Không phải ngải mà là quả vải. Quả vải mà. Tôi mời bác. Vâng ạ. Thật sự là đúng là bác mệt này, nhưng con nhìn bác rất phong độ đấy. Bác ơi. Bố. Nắng. Vâng. Ngủ chứ. Vâng. Bác bảo đi ngủ. Ngủ cho đỡ mệt. Nhá. Bà sai anh ăn mì tôm. Chưa có bao giờ đẹp được. Em chào hai anh. Ba cho em chén nước này. Chén nước lắm bụng. Vâng, em xin ạ. Em mời hai anh hút thuốc. Đây còn điếu nữa. Chả chuyện là này hai bác ạ. Em thì mới đến đây thì kiếm kế sinh nhai, thì mong hai bác cho em nhập cái hiệp hội của các bác. Có được hội. Đại ca đi. Đây này. Này, thì ra nó mời thuốc mời nước anh em mình có vấn đề. Nó muốn gia nhập hiệp hội xe ôm của mình. Ta thấy cũng được. Nhìn đằng này cũng tử thế. Được. Chỗ này mình cũng đầy khách. Chẳng qua hôm nay ế là do mưa gió. Đúng không? Rồi. Cùng giới làm ăn với nhau cả, tạo điều kiện cho nó. Này, anh thấy chú mày cũng tử thế. Vâng. Anh đồng ý cho chú mày tham gia hiệp hội xe ôm của anh ở đây. Thế thì em cảm ơn anh rất nhiều. Hai anh đúng là cứu tinh của đời em. Không có gì. Em nhìn hai bác sắc mặt hồng hào, tiếng nói như chuông, chứng tỏ là có quý nhân phù trợ, đúng không? Câu này cô bảo anh em mình có tướng quý nhân phù trợ. Đúng rồi. Ông biết xem bói à? Cũng biết sơ đấy. Ui, thế à? Anh Toán. Ngồi đây. Xem cho tôi. Đây, em xem luôn cả. Xem cho tôi luôn. Xem tập thể. Hai bác trước đây là không quen biết nhau.
Đúng. Đúng. Đấy, từ ngày đi xe ôm là biết nhau. Đúng. Đúng không? Bác này đi xe gym, bác này đi con quay 110. Đúng luôn. Đúng không? Quá đúng luôn. Mà nhá, cuối giờ lại về ăn cơm với bà con. Úi dồi ôi, đừng quá đấy. Cả lắm, cả lắm. Quá chuẩn. Đấy mà, tay bác này là của bác này. Của bác này là của bác này, đúng không? Các anh xe ôm ơi. Chào các anh. Chào bác. Các anh cho tôi ra ga. À mà các anh cho tôi hỏi, từ đây ra ga các anh lấy tôi bao nhiêu tiền ạ? Thế là thế nào ạ? Dạ, 70.000. Hả? Ô, từ đây ra ga chưa đến 5 cây số các anh lấy tôi 70.000, như thế là thế nào? Điều thứ nhất là bây giờ mưa gió, chẳng có xe ôm nào ở đây cả. Điều thứ hai, vật giá leo thang, xăng lên giá, 70.000 là chuyện thường tình bác ạ. Các anh bị điên à? Tôi có cướp được tiền của thiên hạ đâu với chứ lệ. Mà nói để các anh biết nhá, hôm qua tôi vừa đi từ ga về đây, người ta lấy tôi 30.000 thôi. Thôi nhá, không đi xe của các anh nữa, tôi đi về. Ô kìa bác ơi, còn điều thứ ba là cháu chỉ lấy bác 2 xe thôi. Ô tốt, tôi nhé, tốt, đi luôn, đi luôn, đi luôn, tốt. Đây anh cầm cho em cái biển. Xe anh đâu? Xe em đâu? Ê, đây cả. Ô, ta. Này, lao này. Tôi đi xe ôm mà. Ô, đi xe ôm mà. Không biết đâu. Ôi, có cháu xuống hả? Mày không biết luật các bà hả? Ê, cho nó một trưởng. Rồi, đại ca để em. Em sẽ cho nó một chiêu kết hợp giữa cái bang và ngang mi phái. Mày láo à? Cho mày thành gấu trúc panda này. Panda phần 2 này. Phát nữa này. Phần 3 luôn này. Rồi, đâu có nè. Mà hai cái mẹ con nhà kia nó nhìn thấy mình cứ này, nhìn thấy ma rất vớ vẩn nhá. Ôi trời ma. Ôi mà thương vù thế này thảo nào hai mẹ con cái con bé nó này nó nhìn nó sợ nó chạy nó khỏi. Ôi ôi không. Ôi, còn có mỗi 200. Cái gì cứ đưa hết cho em. Chờ mượn em vào mua cái khác thì em trả sau. Nhớ nhá. Chết, vì em toàn tiền chẵn thôi anh ạ. Hay là anh cứ đứng đây đợi em vào em lấy tiền lẻ em trả luôn nhá. Nhanh nhá. Nhanh mà. Anh cứ đứng đây nhá. Cô gì đi xe ôm ơi. Ai gọi đây? Em chào anh ạ. Gì đấy mày? Dạ. Chị nhà nợ tiền xe ôm với tiền cạc điện thoại của em chị ạ. Chị nào? Dạ, nhà chị, nào? Chị nhà anh ạ. Cho em xin. Cạc nào? Dạ.
cũng đấm nhiều cái rồi. Ôi trời trời, anh ơi, đừng đấm, em đi luôn ạ. Bóp 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 đau quá, bóp đau quá. Đây, con ơi là con, giòn ơi là giòn. Sao mày lại ngu đến thế không biết. Rồi ôi, mày có biết rằng cái xe máy ấy bố mày quý nó hơn vàng không ạ? À? Anh ấy mượn một lúc thì anh ấy giả mà mẹ ăn. Mượn cái gì mà mượn? Rồi ôi, sao mà khổ thân tôi thế không biết được. Giờ tôi làm thế nào đấy. Lượn đi lượn lại trong hết cả mặt này. Này, ui, nhìn cái mặt mày. Mặt mày thế kia, mày mày yêu ai mày không yêu, mày thích ai mày không thích. Mày đi thích cái thằng người không ra người. Mặt mũi nó cứ tưng tửng đấy. Mày thích cái loại tưng tửng ấy hả? Rồi, tưng tửng ai chả thích. Và tao nói cho mày biết chứ, nếu mà nó không mang cái xe máy về, mày chết với tao hiểu chưa? Dụng hết cả tóc mày ra rồi. Tao cho mày chửa luôn. Tắc kè. Tắc kè. À, tắc kè. Đây rồi, cái thằng mặt mẹ tắc kè đây rồi, mày tao ra tắc kè cho mày biết thế nào. Kè tới đầu làng có chim sao nhỏ. Vào đây. Chào bác, Honey. Chào. Này. Honey. Honey mới chẳng ôm bác. Xót ruột. Này. Cháu vừa về đến kia cháu nghe thấy bác chửi thằng nào tương tưởng. Cháu ra cháu đánh luôn tương tưởng cho bác luôn. Tôi bảo cậu, ai cho phép cậu mang cái xe máy của nhà tôi đi đâu hả? Ôi bác ơi bác nhẹ nhờ tí. Nhẹ cái gì? Thôi cháu biết lỗi cháu rồi, cháu xin lỗi bác. Tôi không có xin xỏ gì hết. Tôi không có thừa cái gì mà cho cậu nhá. Cái đồ rồi. Kiếm mẹ. Mẹ không được mắng anh ấy đâu. Anh ấy không đáng để bị mẹ mắng như thế anh nhỉ. Tất cả là cũng chỉ vì anh ấy muốn được đi làm thôi mà anh nhỉ. Honey tắc kè. Chị này bây giờ gớm nhỉ. Chị lại còn dạy đời tôi à. Nếu anh chị nói rằng anh chị giỏi, anh chị đúng, thì bây giờ hai anh chị đi đi. Đi luôn đi. Đi mà kiếm sống nuôi nhau. Đi luôn đi. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi rồi. Con không xin phép mẹ mà con dám mang xe của mẹ đi. Nhưng mà cái gì cũng có nguyên nhân lý do của nó, phải không anh? Đúng rồi, không có lửa làm gì có khói. Con đã trình bày hết với mẹ rồi mà mẹ không nghe. Nếu mẹ không nghe lần nữa, con xin phép mẹ con đi. Hả? Đúng rồi. Đi đi. Đã thế thì không thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Sòn ơi, Sòn ơi. Cái gì? Hả? Chúng mày định lấy nhau á? Mày có thần kinh không đấy hả? Thân mày còn chưa lo được ốc chưa mang nổi mình ốc, còn mang cọc cho rêu. Ô anh ơi, bố bảo là ốc mới rêu thì ai là ốc, ai là rêu của anh? À, anh là ốc, em là rêu. Ý là như thế đấy. Thì tại sao bố lại bảo anh là ốc, em là rêu là thế nào? Nghĩa là bố cho con mượn cái micro. Rồi mai đây anh là ốc, em là rêu. Mày có thôi nghe đi không? Mày có đi ra khỏi đây không, tao đập cho bét nhè cả ốc với rêu ra đây nha. Ông ơi! Mày. Rồi lại ông. Mày. Ôi giời ơi, ông ngồi xuống bố, đi. Bố ngồi đây. Ngồi xuống. Bố bình tĩnh. Ông cứ ngồi xuống để nghe. Tao sẽ ngồi xuống đây. Nào. Đã thế nhá. Hôm nay con sẽ nói chuyện với bố như một người con trai nói chuyện với một người đàn ông. Ôi giời. Mày nói chuyện đi. Con biết. Từ lâu ấy là bố không tin con một cái việc gì cả. Tao không tin mày. Chỉ có một con ngựa thôi mà trông không được. Suốt ngày ở nhà nằm ngủ. Mẹ mày mọi việc phải làm hết. Thế thì dù bố không tin con thì con cũng vẫn tin bố. Tao không tin mày. Ôi trời ơi, thôi. Thế thì con nói luôn một câu để bố đỡ về trước đầu. Là con cưới em Sòn làm vợ, bố phải đồng ý. Cái gì? Hả? Mày có điên không đấy hả? Con không điên. Này bà. Ôi trời ơi. À, thân mình còn chưa lo được mọi việc, cái sáng tới ngủ ra đến trưa, mọi việc thì đến mẹ, tôi đòi lấy vợ. Ôi giời ơi, lấy vợ xong rồi lấy mai, xong rồi lại ngủ ngày, rồi lại đi chơi, rồi lại lô đề, đẻ Sòn Sòn ra đấy cho tôi với bà lại phải trông nhá, không bao giờ nhá. Ông ơi, bố ông ơi, nói thế thì ông ơi, cái gì? Xin đâu ông để nghe nó nói nốt đi đã. Tôi nói cho bà biết nhá, hôm nay ấy, mà nó không nghe tôi ấy, là tôi sẽ từ nó. Bố đã nói thế thì được. Tao rồi. Nói thế đấy. Bố đã nói thế thì con xin lỗi bố. Con lạy bố một lạy. Cái gì thế hả con?
ta đi thôi em. Đi hả ơi? Người yêu ơi, em muốn cùng em thể cầu chung thủy. Xong rồi con ơi, nhau đi đâu đi đây hả con? Sao không em? Em có làm sao không? Hả? Có làm sao không? Em không sao đâu. Không sao à? Giỏi lắm. Còn đá mà. Thế này đứng dậy đi tiếp nhỉ? Đi đi. Hả? Ui, đau chân lắm, đau chân lắm. Em không đi được nữa đâu. Để anh cõng nhá, để anh cõng. Thấy mẹ. Ba. Thần đi. Ba, anh sẽ cõng em suốt đời chứ? Anh sẽ cõng Thần đi suốt đời. Ui, thích quá, thật không? Thật mà. Kể cả trời mưa to hay gió bấc hay là rét buốt hay là đói rách, anh có cõng em không? Ui, mấy chuyện đấy là chuyện nhỏ rồi. Có em rồi á, kể cả như thế nào anh cũng vượt được qua hết. Thần đi ạ. Quá, thế thì em yên tâm trời. Ủa, sao em nói yên tâm là thế nào? Thì anh không nhớ nè, em mẹ anh ra đi bằng hai bàn tay trắng à? Ôi trời, chết rồi, bây giờ anh mới nhớ ra. Ôi trời, lúc đi qua không thó của bà già mấy đồng, bây giờ không có đồng nào trong túi, làm thế nào bây giờ? Ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này? Ôi trời ơi, sao tôi khổ thế này? Úp ba cứ yên tâm. Yên tâm thế nào vậy? Em là con gái bao giờ trả phòng thân. Ai quên? Đâu? Phòng thân cái gì? Hả? Đây này. Ôi trời. Cái này cũng đủ cho em với anh tiêu được 2 tháng đấy. Ôi trời ơi, em thật là tuyệt vời. Em đúng là vị cứu tinh của đời anh. Thằng Đô này sẽ không làm người lương thiện nữa. Chị anh định làm gì? Ta sẽ làm người lương thiện. Đi chết đi. Tao á không phải là cái loại dở hơi nhá, mà đi cho mày vớ vẩn. Này, ăn xin cũng có cái giá của nó nhé. Bà đừng nghĩ rằng tôi ăn xin là xấu nhé. Người ta già cả nhé, mất sức lao động, hay là không có con cái, rồi hoặc là ốm đau bệnh tật, thì người ta mới đi ăn xin nhé. Còn mày ấy, trời ơi, béo như cái con trâu trương ấy kia, đi xin thì ai người ta cho hả? Mấy chục tuổi nữa tôi sẽ già. Trời ơi, vớ vẩn. Vớ vẩn. Vớ vẩn. Cái đồ ghê gớm. Ông cho thì thôi,
làm gì mà quát tháo ghê gớm như thế bao giờ không? Anh ơi, cho anh đừng buồn nữa anh ạ. Mà em thấy bà anh nói đúng cơ. Rõ ràng là em với anh khỏe như con trâu thế này, chả chịu nào động nguyện đi ăn xin. Ai người ta chua? Đấy, này, em bảo với anh bao nhiêu lần là em đi làm, anh không cho em đi làm. Không đi làm gì hết. Tôi còn lao động được thì cô chỉ có hưởng thụ thôi. Khi nào tôi không làm được gì, đi làm thoải mái. Rồi, nhưng bây giờ hết tiền rồi làm thế nào? Nói nhiều điên cả đầu. Hết tiền rồi còn gì? Lấy gì mà tiêu? Làm gì bây giờ? Hả? Con đứng đây, đừng ý ra thế không nói đi. Thôi được rồi, ta đã có cách. Nhiên đang làm thế nào? À, làm thầy nó phải như thế. Đó. Em mày nhìn thầy được không em? À, đâu? Quá đẹp. Quá đẹp. Quá ngon. Ừ, ngon. Ôi, chết rồi. Chết rồi. Hả? Dâu cà bông cho. Dâu cà bông đâu? Dâu cà bông cho. Trời ơi, dán thế này thì chết rồi. Sao cái kẹo con voi này nó cứ tuột thế nhỉ? Dán nhựa hồng chiêm chứ ai? Dán nhựa con voi vào đây bây giờ. Ôi, có khứ thôi. Có khứ à? Ừ, nhanh. Chết rồi. Nhanh bịt nó. Nào bây giờ? Đây đi lên mà. Rồi. Không được nói gì nhá. Ờ. Để yên. Ờ. Chùa này thiêng lắm mà sao ước gì được đấy. Mẹ sẽ cầu. Dạ vâng. Mẹ cầu đúng tâm tư nguyện vọng. Này. Em đứng đây đợi anh nghe rõ chưa? Bây giờ để anh vào anh tác nghiệp. Có mới khứa rồi. Có ít thôi không có, nó rụng hết. Ừ, yên tâm. Có khứa rồi. Cố nha, cố nha. Đầu đến khấn xin các vị thần linh chứng giám cho con và phù hộ độ trì cho gia đình chúng con và con trai con một việc như sau. Chả là câu chuyện như thế này ạ. Con trai con đã có một đời vợ rồi. Vâng, con dâu con tên là Nguyễn Bảo Ngọc, nhưng mà chẳng may vì cháu nó thì duyên mỏng phận bạc, cháu nó đã qua đời chết yểu 5 năm nay rồi. Con cũng muốn tái hôn cho con trai con, nhưng mà mỗi một lần định làm việc đại sự thì cứ lý do nọ lý do kia ấy, thế rồi lại không thành. Thế mà bây giờ thì con xin các ngài để làm sao tạo điều kiện cho con để mà nó lấy được vợ, để gia đình có một người nội trợ, rồi thì cơm nước, thế rồi thì cháu nhỏ nhà con. Vâng ạ, được. Mà cháu nó bé mũm mĩm kháu khỉnh lắm, thì cháu nó có mẹ gọi là mẹ ghẻ cũng được, nhưng mà bánh đúc không xương. Thế rồi còn cháu con trai con ấy thì như thế là đỡ trống vắng cái chuyện giường chiếu. Thế con xin các ngài phù hộ, nếu mà được như thế xin bao nhiêu con xin hậu tạ. Vâng, còn lại các quan thần linh chứng giám cho con, mẹ con nhà con muôn đời muôn kiếp là nhớ ơn quan thần linh. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Còn lại các ngài chứng giám cho con đem miệng đến tàu đem đầu đến chân. Đi em qua chân nào, nó mệt quá vất vả quá, thế tình hình thế nào rồi, có tin gì chưa? Từ để tôi thở đi đã. Ừ, thở đi. Gớm thở gì, thở đâu thế, nhanh lên nói đi, sốt ruột quá. Nói này đi. Này, mọi việc là tôi đã lo liệu đâu vào đấy rồi. Chỉ cần thế này, bây giờ tôi bảo gì cô nghe đấy, tôi làm gì cô làm đấy, em đúng không? Em làm gì? Có nghĩa là phải nhịp nhàng, đúng nhịp không? Nhịp nhàng đẩy xe hàng ấy. Ờ, đấy. Này, tất cả là tùy cơ mà ứng biến. Tùy cơ ứng biến. Phải như thế. Sắp có. Úi dồi ôi, chết rồi, hỏi ra rồi, làm nào chưa? Hỏi ra rồi. Thôi. Ừ.
cứ thành tâm như thế con ạ. Vâng ạ. Mẹ con mình đang đi chùa. Con cứ chịu khó đi với mẹ. Vâng ạ. Thế nào rồi ngài cũng thấu đến cái cầu vòng của mình. Vâng ạ. Tâm mình nguyện thế nào ngài. Vâng ạ. Đứng lại. Hỡi u hồn thiện nữ, ngươi có biết ở đây là nơi nào không mà ban ngày ban mặt ngươi dám hiện hình để quấy nhiễu dân lành? À, ngươi có biết nơi này là nơi nào không? À, ngươi còn kêu đau à? Ngươi tên là gì? Ngươi tên là Nguyễn Bảo Ngọc. Ngươi tìm ai? Tìm chồng ngươi ư? Chồng ngươi là ai? À, chồng ngươi là Nguyễn Văn Sơn. Thế thì u hồn thiện nữ, ta sẽ ra tay. Tiên Đồng, dạ. Đứng bên kia đỡ dây. Dạ. Đây là sợi dây làm phép. Đã thiết chưa? Dây đã thiết chưa? Dạ, thưa thầy, thiết xong rồi. Làm thêm một vòng thiết nữa. Chít xong. Thiết xong. Hỡi u hồn thiệt nữ Nguyễn Bảo Ngọc, ngươi đã bị bắt, ngươi không thể trốn thoát được đâu. Ôi chết rồi, mẹ đã linh tính rồi, mẹ biết ngay mà. Thôi có khi con vợ con nó khôn thiêng, nó tiếc chồng tiếc con, nó về nó ám. Cho nên là con ơi, không giải phóng được oan hồn nó, con không lấy được vợ đâu. Để nguyên để mẹ. Thôi ra đi. Thầy ơi, thầy tinh thông âm dương. Thầy ơi, vừa rồi thầy nói những cái gì đúng phóc là tên con dâu con với tên con trai con, tôi chăm sự nhờ thầy. Có gì thì thầy thông tỏ âm dương, thầy lễ hộ cho gia đình. Ta không thể giúp được việc gì đâu, ta không làm được ôi gì trời cả. Thầy ơi, cứu được một người phúc đẳng hà sa, thầy cứ giúp gia đình nhà con bao nhiêu chúng con xin lo lễ. Thầy ạ. Đừng nói đến tiền, ta chỉ giúp người làm phúc. Thầy ơi, thôi con biết rồi, thầy không có lấy tiền bạc gì. Thế nhưng mà thế này, cần những đồ lễ gì để con xin sắm ạ? Thưa thầy, con xin sắm sửa đầy đủ đồ lễ để thầy cũng giúp bộ cho cắt tiền duyên cho cháu. Nó là như thế này. Vâng ạ, như thế nào ạ? Nếu ta giúp bà, vâng, ta sẽ giảm đi rất nhiều tuổi thọ. Vâng. Thôi thầy ơi, có điều gì ta sẽ ghi ra giấy. Vâng. Nhờ con đồng tiểu con tiểu đồng tiểu của đồng, ta đọc cho bà nghe. Chứ không thể nói bằng mồm được. Nếu nói ra u hồn sẽ biết tìm cách đối phó, thì lúc đấy sẽ rất khó cho mẹ con bà. Vâng ạ. Này tiểu đồng. Dạ. Thế em là tiểu đồng à? Dạ con là tiểu đồng. Ôi xinh nhỉ. Xinh quá cả. Thế đây có gì để giúp gia đình nhà bác nhé. Vâng, con sẽ giúp bác ạ. Tiểu đồng cố gắng giúp đỡ. Vâng, còn dài bác mà nó lấy được vợ để bác ơn con nhỉ. Vâng ạ. Con sẽ giúp bác Mỹ Anh nhé. Cảm ơn nhé. Dạ. Khổ con em đấy. Thôi chị đừng lo. Chị uống chén nước đi đã. Em xin. Anh là chị là em ấy, là em sai thật rồi đấy. Em chót mắng mỏ chúng nó quá. Bây giờ em không biết con em đi đâu. Nó ăn nở sinh hoạt thế nào, khổ thân em. Thôi đừng khóc nữa cô ạ. Lỗi lần này do tôi. Lẽ ra tôi không nên đuổi chúng nó đi. Với lại chúng nó đòi lấy nhau, tôi lại ngăn cản. Lỗi là lỗi ở tôi đi. Thôi, chị đừng khóc nữa. Cứ để đấy, em sẽ lo liệu. Hát cho cụ lăng đồng chéo, hát cho cụ lăng đồng chéo. Nhớ anh nhớ lắm, bước trời mình có nhau người ơi, mà cũng ghét để con đợi. Đấy là bác.
bài bỏ nhà ra đi. À, bỏ nhà ra đi à? Nhầm rồi. À, thế bây giờ đại bài sinh lại gần nhau gì? À, yêu anh đi nhé. Người tình ơi, hơi em yêu em của anh. Hu hu. Hỡi hồn nữ Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Bảo Ngọc, nghe đây, nghe đây. Tại vì sao ngươi lại hiện hình lên quấy rầy Nguyễn Văn Sơn để Nguyễn Văn Sơn không được tự do yêu đương lấy vợ? Có nghe ta nói không? À, mặt còn vênh à? Chọc cho mày phát. Nguyễn Bảo Ngọc, từ nay có chịu buông tha Nguyễn Văn Sơn không? Hả? Không, có buông không? Có buông không? Cho mày phát nữa. Nguyễn Bảo Ngọc, nghe tao nói lần thứ ba, mày có chịu nghe tao không? Hả? À, nó sợ đau rồi, nó sợ đau rồi. Nó đồng ý là nó không có chạy rồi. Cho lấy vợ thoải mái. À, tha cháu rồi. Rồi, con này mừng quá con à. Thế thì từ nay không được quấy rầy Nguyễn Văn Sơn. Ta sẽ gả mày cho Nguyễn Văn Ngà. Từ nay Ngọc với Ngà đi với nhau. Lễ thành hôn bắt đầu. Tiết lộ thiên cơ là mệt thế. Vâng, thầy ơi, hôm nay là trăm sự nhờ thầy lắm. Thầy cao tay ấn thật đấy. Đúng là rồi thầy âm dương tỏ tường hay quá, thầy cắt thiền duyên hay quá cơ. Ôi rồi con ngồi dưới con cứ phấn khởi quá thầy ạ. Thế để cảm ơn thầy quá ạ. Cười, ta đã nói ngay từ đầu rồi. Vâng. Là ta chỉ làm thúc thôi, ta không cần phải cảm ơn. Cảm ơn làm cái gì? Mời nhé. Chúng con ơi, có ơn chúng con cứ phải cảm ơn cái nhà con nhà cảm ơn nghiêm nghị cả ta làm phúc mày đấy còn thấy chưa thầy thế gọi là thầy làm phúc cho mình đấy con à. Quỳnh nhưng cái điều mà ta ghi trong sớ vâng thế mẹ con nhà bà đã làm theo đúng cái ý đồ đấy chưa? Dạ thầy yên tâm không bỏ sót điều nào ạ. Đúng 20 triệu vâng thầy đúng một thảo đúng mẹ đúng không? Người nói thế có nghĩa là ta tiêu cái số tiền của ngươi để ngươi phải đếm lại. Ta nói cho ngươi nhé, cái số tiền đấy là ta muốn cho yêu nữ Bảo Ngọc đấy đầu thai kiếp khác. Vâng. Qua được cái cầu này hả? À thế ạ. Mà chưa kể cái số tiền đấy ta còn mang lên 999 ngôi chùa để làm từ thiện. Con thấy chưa? Sao có được đồng nào đâu? Thưa thầy là khổ quá, con dạy cái mang chẳng qua là cháu nó biết không biết ăn nói gì. Thôi thì chăm chỉ là thầy bỏ quá cho cháu. Chứ còn thì nói thật gia đình nhà con là mang ơn thầy lắm. Đây. Vâng, thì thưa thầy đây, con xin được gửi thầy ạ. Đây, à không không, tiền cứ để xuống đây. À mà cứ để đây thầy. Vâng, rồi quý hóa quá thì nó thế. Bây giờ thế tiểu đồng nhà thầy xinh quá nhỉ. Này, cô tiểu đồng ấy, bây giờ tính như là tiên ấy nhỉ. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, năm nay cháu 19 tuổi. Bây giờ cái tuổi nó đẹp quá rồi ạ. Con thấy thế nào? Rồi. À, kiểu này yêu nữ này điện về. Ủa, sao vậy? À, chả có bên đây đi. Chả có bên đây đi. Xem tướng này, thằng này bé thì nhỏ, lớn thì to, không ăn gì đói lại ăn vào đó. Đi học là rốt lên đây nhá. Sao không nghe nào? Ôi giời ơi, ôi thích quá. Ôi cái tóc cứng như là cái bẩm ngựa của tôi chăn ở quê. À,
không không, à, cái con ngựa giấy. Ngựa giấy. À, đấy, 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 à. Em xem tướng nào. Ui tuyệt vời. Ui trời, cái bài rất quý tướng. À. Mày quá, chít nữa bị đòn. Ôi, mày thế chứ đi. Thoát được thân là tốt rồi em ạ. Mà cũng tại cái thằng béo ấy, ăn lắm rừng mỡ thế nào đây thì giật dâu người ta ra. Chưa rồi, rồi chết rồi. Điên hết cả người. Hả? Chết cái gì? Hả? Tôi chết rồi. Chết cái gì? Về đến đây là thoát còn gì nữa chết. Quên tiền thôi. Quên tiền thì thôi. Tiền quan trọng là cái mạng người không cần tiền, đúng không? Tiền để trên bàn không mà. Hả? Tiền để trên bàn không đấy rồi. Cô mà nói cái gì? Quên tiền ở trên bàn. Hả? Tiền ở trên bàn. Mày chùa cái tiền. Mày không biết ta đang khổ nào không? Hả? Chứ mày. Lúc bà ấy đưa cho anh thì anh trả cầm luôn. Thì anh còn trả vời. Nhưng mà cô có biết không là tôi còn đang diễn. Tôi sẵn trả luôn. Nếu mà lấy ngay thì vì nó lại nghĩ lại, nó lấy lại thì làm sao? Úi trời ơi, chết tôi rồi. Cái gì ơi? Chào anh chị. Dạ, chào anh ạ. À, anh chị có nhìn thấy một đôi nam nữ mà tóc dài, có râu đi qua đây không ạ? Dạ, báo cáo hai anh là chúng em chơi từ sáng ở đây. Chả chả gì có ai đi qua cả. Hai người mà mặc cái đồ cổ ấy. À không, ngày xưa ấy. Không có ai cả. À, dạ, vâng. Vâng, thế thì thôi, cảm ơn anh chị nhá. Vâng, vâng. À, này, anh ơi, thế hai người đấy là bố mẹ anh ạ? À không. Đây theo như quần chúng phản ảnh là hai người đấy là về đây tuyên truyền mê tín dị đoan mà chúng tôi đang đi điều tra. Thôi thế thôi nhá, nếu mà anh chị gặp nhá thì thông báo ngay cho xã nhá. Vâng, anh ơi, không phải chúng em, anh đừng nghĩ nhá. Vâng, những cái trường hợp nên là bắt luôn nhá. Chúng tôi đang điều tra. Vâng, chào anh nhá. Thôi, 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 đi về quê thôi anh ơi, em chợ nhắm rồi anh ạ, em chợ nhắm rồi. Rồi, anh ơi, thôi, đừng buồn nhá, đi về anh nhá. Rồi, nhà mình có đồng, có ruộng về mà cày, mà cấy thôi, cháu cháu mà nuôi nhau thôi anh ạ. Em ạ, anh nghĩ, anh cũng nghĩ rồi, bây giờ không gì bằng là mình làm người lương thiện, mình về quê hương, rồi mình thương nhau, vợ chồng... đói nghèo cùng hưởng đấy, sớm tối rau cháo có nhau. Cày trời quốc muốn anh ạ. Đi về. Anh ơi, hả? Cái quần đi đống quần áo này thì đống nào? Những cái đấy bỏ luôn, bởi vì nó là đồ phi pháp. Em ạ, à, chỉ cần cái này được thôi nhá. Anh chỉ cần có em là hạnh phúc nhất cuộc đời rồi. Thôi, ta đi về em ơi. Em là tài sản quý nhất đời đúng anh rồi. Chỉ cần có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau. Hai con chơi ngoan nhá, mẹ bố làm tí nhá. Anh ơi, anh à. Đứng tay đi, tối rồi. Ôi. Uống nước xong rồi đi về ăn cơm, uống muộn rồi. Cơm cháo gì? Chị anh, em xem đấy, mình có hai nhấp rồi, mình phải lao động mới có cơ ngơi khang trang. Em xem đấy, cánh đồng bao la, cỏ bay thẳng tắp, cứ để cho anh làm. Nhưng mà anh vất vả suốt từ sáng rồi. Không sao cả, riêng có hạnh phúc anh làm đến sáng được. Được. Để cho anh làm. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có chứ người giỏi đã cũng thành công. Thành công.